Em chào tất cả các bác nha. Hôm nay là ngày 17 tháng 8. Mẹ em tiếp tục em lên cho bác cái lô điện thoại mới về các bác nhé. Đấy, các bác ưng được em nào thì bác nhanh tay liên hệ ạ. Vì cái lô này lô em thanh lý được cửa hàng nó giá quá rẻ rồi bác nhé. Để bác nào mà chưa có điện thoại xài các bác nhanh tay các bác nhé. Không có nhiều cơ hội đâu ạ. Đây con đầu tiên em lên cho các bác một con này, phải nói là siêu VIP luôn. Đấy, đây là một con 11 Pro. Được chưa ạ? Áp biết còn zin đét hết bác nhá. Nguyên zin ạ, 64 GB này. Pin 100 mới bảo hành 6 tháng. Các bác thấy có con 11 Pro nào mà còn còn pin 100 chưa? Chưa hề nghe đúng không các bác? Thế mà con này nó là con pin 100 bác nhá. Khủng khiếp chưa? Đây ạ. Pin 100 bác nhá. 11 Pro mà các bác có pin 100 thì các bác cỡ nào đúng không ạ? Mới cứng con rồi này. Chưa biết chảy xước nhé. Đẹp này. Cho xem mặt mũi nó này. Cực đẹp luôn. Không biết chảy xước. Đẹp long lanh thôi nhé. Đây, máy móc thì bao zin đét để các bác chơi luôn này. iPhone 11 Pro nhá. Đấy, bản này bản hai sim này, bản là Mỹ nhá, LLA này. Bản 64 GB nhá, gần như máy tính luôn. Đấy, bao lấy con này em để bác cái giá rất yêu này. Đấy, pin 100 em để bác cái giá 7890 bảo hành 6 tháng nhá, zin áp luôn. iPhone 11 Pro. Tiếp tục em lên cho bác một con này đi. Con Redmi Note 12 Pro bác nhé. Mới cứng con luôn này. Độ đẹp của nó này long lanh bác nhé. Đẹp không tì vết luôn nhé. Màn hình của nó thì miễn bản, yêu là nhặt luôn nhé. Con này chỉ có nhìn là nhặt thôi, không có một điểm gì chê nổi đâu ạ. Xuất sắc cỡ đó luôn nhé. Hàng là bên em bao chính hãng 100%, hàng trong trong hàng công ty luôn nhé, không có hàng nào hàng ngoài đâu nhé. Đây là Redmi Note 12 Pro, RAM 8 GB, bộ nhớ là 256 bác nhé, bảo hành 6 tháng. Con này giá 4.590.000 nhé, rẻ hơn rất nhiều mới nhỉ. Tiếp tục em lên cho bác một quả Redmi Note 11 Pro này, 5G này. Con này hot luôn nhé. Con này RAM 8, bộ nhớ là 128. Cam hình nhỉ, cam này các bác selfie là các bác chụp ảnh này thì miễn bản. Sắc nét cực kỳ luôn, pin là pin khủng luôn nhé. Đẹp mê man luôn. Nhưng mà con này bác nào mà chưa có thì bế ngày em về bác nhé, không có nhiều cơ hội đâu ạ, rất là hiếm hoi nhé. Quay cận cảnh nét cho nó nhìn dễ chơi. Độ mượt của nó thì siêu mượt rồi. Nhưng mà cái dòng này có chơi thì yên tâm lắm nhá. Không phải suy nghĩ về độ mượt nữa đâu. Ảnh ấy cho xem ảnh nó chụp này. Cho xem ảnh nó chụp càng nét nó. Ôi. Đây, ông nhìn này. Anh nó chụp này, thấy không ạ? Cái này đẹp luôn đó nha. Giá lại yêu thương này. Đấy, Redmi Note 11 Pro nhá, 5G, bản 5G, RAM 8 GB, bộ nhớ 128. Đấy, bảo hành 6 tháng nhá. Giá 3.990. Con này thì các bác bế nhanh thôi ạ, không kịp.
Em có làm con như này đi, đây em có một con bản này thì nó còn phải nói là tuyệt vời luôn. Tự lư lư luôn. Trời ơi, điện thoại. Không điểm trừ của nhé. Đây có gì nhỉ? Đây con Galaxy Note 10 cộng 5G nhé. Đấy. Đẹp lắm này, đẹp lắm ạ. Giá lại rẻ này con nhé. Con này bác không chơi, không biết chơi con nào hợp lý hơn nữa rồi. Lưng này nó là đa sắc luôn nhé. RAM này siêu khủng luôn, RAM 12 bộ nhớ 256 ạ. Chứ những con này các bác chơi yên tâm. Đấy. Bác nào yêu em này em để bác cái giá là 4 triệu rưỡi nhé, 4 triệu rưỡi Note 10. Con này Note 10 cộng 5G nhá, này đây bản Hàn này. Một sim con này, đây này. Con này là con Samsung Galaxy S10 nhau nhá. Màn hình siêu to luôn. Đấy, RAM 8 bộ nhớ là 256 nhé, RAM 8 bộ nhớ 256. Đây là con Samsung Galaxy nhé. Đấy, S10 Plus ạ. Một phiên bản cực kỳ to luôn. Giá có lại mềm lắm, có lại cực mềm luôn. Nhưng mà xài những con này sướng tay mà. Để các bác mua cho con cho chó hay bản thân mình dùng được không nhé. Con này nó mượt. Nó cảm thấy nó nét luôn nhé. Cảm thấy căng luôn này. Cảm nó nét căng càng luôn này ạ. Cũng điểm trừ luôn nhé. Xuất sắc luôn. S10 5G. Bác lớn này em để bác cái giá là 4 triệu 6 để bác nhé. Đấy, Samsung Galaxy S10 5G. Bác lớn này để bác giá 4 triệu 6 nhé. Nó chơi hàng rẻ, nó thích chơi hàng rẻ, hàng rẻ bác chơi. À, con này này các bác thoải mái em này. Nhưng mà em thực ra tôi định, cái này tính để chơi. Nhưng mà bác nào thích thì em vẫn để cho bác nhé. Đấy. Rồi, có nhiều bác hỏi lắm nhưng em không lên chứ. Em không thích bán con này, kiếm được con này hiếm lắm nhá. Cực kỳ hiếm hoi, không kiếm nổi đâu ạ. Săn mãi được con này để về chơi, bạn nhiều bác thích thì bác hỏi em mà. Đấy, em này quay luôn cho bác luôn, không có gì đâu, đơn giản thôi. Đấy, các bác này. Đấy, mượt mà. Đẹp chưa? Đây là một em Black Bally bác nhé. Đấy. Black Bally 808D. Phải nói là siêu phẩm đấy bác nha. Không phải là dễ kiếm được này ạ. Con này loa cái âm thanh nghe đã tai bác nhé. Thích lắm này. Đã có tiếng Việt rồi nhé. Này bác nào chưa con Black Bally này 808D này em để nó giá 1 triệu ba nhé. Bản này là siêu độc nhá, siêu hiếm đấy, không phải là có tiền mua đâu ạ.
Đây em có cái bản này rẻ này, ông đó hỏi máy là lên cho tôi mấy con rẻ tiền đây, em lựa các bác mấy con rẻ mà dùng sướng này. Đây có con Galaxy Z7 cộng này, rẻ có rẻ nhé, không gì khó này. Có yêu cầu hàng rẻ có hàng rẻ ngay. Đấy, cái vỏ thì thích nó không đẹp đâu nhá, vỏ hơi xấu. Nhưng nó mua cho cha mẹ dùng ok. Nó bác làm máy phụ ok quá nhá. Đây làm máy phụ được, vấn đề gì đâu. Dùng chất của nó nhá. Đang khởi động. Tắt máy từ nãy giờ. Con này chơi nó thích lắm ạ. Con Galaxy nữa nha. Galaxy Note 7. Galaxy Z7 cộng này, được chưa ạ? Mà lấy con này để nó giá 1 triệu nhé, 1 triệu. Con Z7 Plus này. Đó, 1 triệu các bác nhé, 1 triệu con Z7 Plus này. Rẻ có rẻ, em không thiếu gì hết. Có chơi là có. Đây cả mấy con iPhone rất nhiều rồi các bác chơi nhé. Đấy, những con iPhone 7 và nút như này nhiều lắm đó nhé. Kể quá chơi những con điện thoại vài trăm em cũng có nhé. Nếu bác yêu cầu để like sau lên cho các bác thôi. Cái like này em lên cho các bác một số con mới về bác nhé. Còn những con hàng cũ thì các bác đã quay hôm qua rồi. Hôm nay có đồ 6-7 con mới về rồi. Đấy, thì em lên cho các bác nhé. Bác nào yêu con nào thì alo em nhé. Xin chào các bác ạ.